そうだね。どうする？よし。OK, bắt đầu học thôi. Đây là cái bàn đánh bài. Phe ta đi trước, mình ở đây mình có trái lẻ, à, thẻ của đi lúc với lại cây da. Bên đây có hai cái thẻ con Hili Chun với lại con Hili Chun bờ. À, con này tên gì vậy? Đánh bại hết tất cả thẻ nhân vật của đối thủ là sẽ giành chiến thắng. Khi ván bài bắt đầu cần chọn một nhân vật để xuất chiến. Chọn đi lúc xuất chiến. Nhân vật xuất chiến, xác nhận nhân vật xuất chiến thì bấm vào đây. Beta đánh trước giai đoạn gieo xúc sắc. Gieo 8 xúc sắc nguyên tố. 8 xúc sắc luôn hả? Tương ứng với sức mạnh nguyên tố, chúng ta cần những xúc sắc này để hành động. À, hỏa này, lôi này, thủy này, còn cái này là cái gì? Cái hình cái bông hoa này là cái gì? Roll phase が終わったら、新アクションフェーズでは元素サイコロを消費。よく行われるアクションは。Chọn kỹ năng. À, kỹ năng của nhân vật giống như kỹ năng kỹ năng của nhân vật đấy ở ở bên ngoài luôn. Khi mà vào cái thẻ bài này. Mình chọn dưới thì sao? Hãy chọn 3 nguyên tố hỏa. 3 cái. Đánh vào đây. Hai bên sẽ hành động lần lượt luôn. À, nó sẽ đánh ngược lại mình. Xúc sắc của chúng ta có hai nguyên tố vạn năng. À, các bạn thấy ở dưới cái skill này nó có một cái số 3 các bạn, là chúng ta sẽ cần 3 nguyên tố hỏa để đánh được cái chiêu này. À, ở đây chúng ta có một nguyên tố hỏa này. À, cái hình bông hoa này là nguyên tố vạn năng, tức là theo như mình hiểu là nó sẽ thay thế ba cái nguyên, nó sẽ thay thế bất kỳ nguyên tố nào khác. À, cho nên là bây giờ với cái chiêu đó mình có thể tiếp tục đánh chiêu E của đi lúc nữa. Đấy. OK, cũng dễ hiểu. Đối phương hành động. À, cái con số 8 với lại 10, 6, 10 nghe chỗ này là máu của nhân vật. À, khi mà nó về không thì xem như là cái lá bài đó nó sẽ bị hủy. Tuyên bố kết thúc hiệp thì không hành động được nữa, hiệp sau mới bắt đầu. À, kết thúc hiệp tức là hiện tại là mình không có còn xúc sắc để gieo nữa, hiệp sau bắt đầu thì mình sẽ phải gieo xúc sắc lại. Beta đánh trước hiệp 2. Đúng không? Mỗi hiệp bắt đầu thì sẽ phải gieo xúc sắc. Rồi, OK, vậy là mình hiểu đúng rồi đó. Hả? Không thể khiến đi lúc dùng kỹ năng, mình chỉ có một cái cục hỏa thôi nè. Nham 3 cục, lôi 2 cục. Ủa, cái này đánh cũng hên xui lắm nha. Ấy không phải cứ muốn đánh nhân vật đó là được. Muốn đánh nhân vật đó thì phải có kỹ năng của cái chiêu đấy. Mỗi hiệp có thể chọn xúc sắc không dùng đến để gieo lại. OK, được qua cục này, có thể dùng tiếp đi lúc tiếp. Có thể gieo lại được. À, mỗi lần dùng kỹ năng sẽ tích điểm năng lượng. Đấy, để dùng kìa. Đấy. À, đủ 3 điểm mình có thể dùng nộ được. Đấy, ở đây các bạn nhìn ngay chỗ cái khung cái hình con đại bàng của thằng đi lúc này. Đấy, nó có số 4 là phải cần 4 cái cục hỏa. Đấy, số 3 ở đây là tương ứng với lại ba cái cục sáng ở trên cái thẻ bài.
Đấy, khi mà cục sáng này đủ ấy, thì mình sẽ có thể sử dụng cái chiêu nộ của nó được. Tấn công thường của Diluc chỉ cần tốn một nguyên tố hỏa và hai nguyên tố tùy ý. À, cái màu cái số 1 mà có lửa là hỏa này, mà cái số 2 nó có màu xám, tức là mình dùng cái nguyên tố nào cũng được. Đó, mình tấn công thường một cái cho nó có năng lượng. Để bây giờ mình sẽ sử dụng cái chiêu nộ của thằng Diluc thả ra. Cái 8 điểm sát thương nguyên tố hỏa, nó còn có 6 điểm thôi. Mình đánh 8 điểm cái nữa là sẽ hết lá bài này luôn. À, nó có đính kèm nha các bạn, đính kèm nguyên tố hỏa này. Sát thương vật lý do nhân vật áp dụng gây ra sẽ chuyển thành sát thương nguyên tố hỏa, số hiệp duy trì 2. À. Hiểu rồi đấy. Hiểu sơ sơ rồi cái đánh rồi đấy. Chúng ta phải tính toán giữa mấy cái xúc sắc mà chúng ta gieo được với những cái lá bài mà chúng ta có. Tiếp, để xem nó sẽ mở thêm cái gì đây. Ở đây nó có 4 chấm, chắc là chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta đến 4 lượt. Beta đánh trước. Cần dùng nhiều thẻ nhân vật để tạo thành một đội. Đến thẻ nhân vật của Keiya ra trận. Tiêu tốn xúc sắc nguyên tố băng. À, mình xoay lại mấy cái này đi. Cái này cần 3 nguyên tố băng này. Gây 3 điểm sát thương nguyên tố băng. À, sản sinh gán ấn nguyên tố băng. Đấy, sau khi mình đánh nguyên tố băng vào, nó sẽ có cái băng ngay chỗ này luôn nè. Bây giờ mình dùng thằng Diluc đánh để xem nó sẽ bốc hơi nhỉ, giống như là chúng ta đánh ở bên ngoài. Đang chảy chứ, đang chảy. Bây giờ phản ứng nguyên tố. Dùng kỹ năng của nhân vật sức chiến. Nếu muốn dùng kỹ năng của nhân vật dự bị thì phải đổi thẻ bài thành nhân vật sức chiến. À, tức là cái nhân vật nào mà sức chiến nó sẽ nằm ở trên cao xíu, nhân vật mà dự bị như Diluc nó sẽ nằm dưới thấp. Bây giờ mình muốn dùng thẻ của Diluc thì mình phải đẩy nó lên cao. À, chọn xong đẩy lên. Để đổi cái thẻ bài sức chiến ấy, thì nó lại phải tốn thêm một cái nguyên tố tùy ý nữa. Để đổi, không nhất thiết phải bích cái nguyên tố của cái hệ đấy. Chúng ta có thể bích bất kỳ nguyên tố nào cũng được. Để bích cái nguyên tố nào mà cái hệ đó không cần, cái hệ sức chiến không cần ấy. Con này nó đủ điểm để sử dụng nộ nè. À, nhưng mà mình xuất chiến một phát là cái lượt đó là xem như mình mất một lượt để cho bên kia nó đánh. Để xem mà. Tạo ra phản ứng tan chảy là trừ 5 máu luôn. Đấy, thay vì nó bình thường nó chỉ có 3 máu thôi, khi mà có phản ứng tan chảy thì nó trừ thêm 5 máu. Ở đây nó ghi này. Cộng thêm 2 sát thương. Ok, lượt này thì nó hướng dẫn về phản ứng nguyên tố. Để xem lần thứ 3 nó hướng dẫn về cái gì. Dùng các thẻ bài khác ngoài thẻ nhân vật, gọi là thẻ hành động. Mỗi khi bắt đầu trận chiến sẽ có thể bốc 5 thẻ hành động từ trong bộ bài. Gieo lại hết.
không có cái xúc sắc nào dùng tấn công được luôn. Đây là cái trường hợp thúi nhất. Đây có hệ băng với hệ hỏa, rôn ra toàn nham thảo phong thủy lôi không à. Chọn kiếm bạch thiết. この action カードを発動するにはこれが2つ必要だね。このマーク見える？これは同じ元素サイコロっていう意味なの。あと他のカードにあるこのコスト。ちょっとさっき言ったとおり。あ、もう、チョンがなんかもあるのか。 À không, mình chọn cái nào, cái hệ nào cũng được, nhưng mà nó phải tương đồng. À, tức là nham thì phải là hai nham, tùy ý, nhưng mà cái hệ phải tương đồng. Nếu mà hồi nãy mình chỉ có một cái xúc sắc nham thôi là mình sẽ không có chọn được. Điều tiết nguyên tố. Bỏ một lá bài thì sẽ có thể khiến một xúc sắc nguyên tố chuyển thành nguyên tố của nhân vật xuất chiến hiện tại. Dùng nó để điều tiết nguyên tố thôi. À, bỏ qua bên này. Điều tiết nguyên tố. À, mình bỏ thẻ bài để đổi một cái nguyên tố. Nhịp điệu tấn công sẽ quan trọng hơn số bài trong tay. Thế như mình nói là hồi nãy giờ tấn công rất là nhanh. Đấy, cái nhịp, cho nên là mình phải quyết định nhanh nữa. Rồi đó. Bây giờ có đủ 3 nguyên tố hỏa cho đi lúc nó ra rồi. Điều chỉnh những lá bài tùy ý có thể đổi lại. À, mình đổi hai lá để rút được hai lá khác. Chọn nhân vật xuất chiến cho Kaya lên trước đi. Run lại. Ok, được rồi. Nó chỉ cho mình run lại một lần thôi. Xem ý đồ của địch nữa hả? Hiện tại thì chưa thấy có bài 7. Chỉ có đơn giản là có lá bài tấn công với là những lá bài bút thôi. Có thể là sẽ có bài 7 nữa. Trong hướng dẫn thì chưa thấy có bài 7. Tấn công trừ 3 điểm này. Cho lá này lên thì mình sẽ bị mất một lượt. Oh. Đó, đến lượt của nó. Không, nó kết thúc luôn rồi. Mình đánh là trừ 5 điểm. À, hết rồi, bây giờ mình chỉ còn có một cái xúc sắc thôi, mình sẽ không có đi được. Ở đây muốn xài mấy lá dưới này phải xài đến 2 xúc sắc lần. À, tuyên bố kết thúc luôn. Kết thúc hiệp. Ban nãy quên nói, rút hai lá bài từ bộ thẻ hành động.
rút lại này, mấy cái hệ này mình không cần. Hiện tại chưa thấy có trap với lại spell nhiều, nhưng mà chắc là sẽ có đó, tại vì ở cái hàng dưới này nè, những cái hàng dưới này là những cái lá bài hỗ trợ. Đó, trừ 3 điểm, 7 điểm. Để xem cái ok, mình từ từ nha, mình nghiên cứu cái này trước. Khi nhân vật dùng kỹ năng hoặc trang bị thiên phú giảm tiêu hao một nguyên tố hỏa mỗi hiệp một lần. Đấy, cái này giống như búp cho nhân vật này, sát thương nhân vật tạo ra cộng 1. Khi nhân vật dùng kỹ năng hoặc trang bị thiên phú giảm tiêu hao một nguyên tố băng, sát thương nhân vật tạo ra cộng 1. Chuyển hóa xúc sắc nguyên tố đã tiêu hao thành hai nguyên tố vạn năng. Ok, hiểu. À, nếu mà mình đưa cái này lên á, mình chọn hai cái nguyên tố nào nó thành hai nguyên tố vạn năng luôn. Ok, hiện tại trong cái gian này là chưa thấy có trap nè. Mấy cái này nó chỉ là một cái lá, những cái lá bài để dạng hỗ trợ trong team thôi. Bây giờ mình đánh con này 3 hit nữa là được rồi, trừ 3 này. Để mình đưa cái này lên thử xem. Kéo vào đây. Điều tiết nguyên tố hỏa. Chuyển cái này thành nguyên tố hỏa. Kéo cái này vào trận để đánh. Búp cho thằng đi lúc ở chỗ này. Ok. À, cái lá đó nó sẽ giảm cái xúc sắc mà cần để đánh cái chiêu để đánh chiêu của thằng đi lúc này. Sát thương nhân vật tạo ra cộng 1. Sát thương nhân vật tạo ra cộng 1. Nhân vật dùng kiếm đơn mới có thể trang bị, đi lúc trang bị không được. Nhân vật dùng trọng kiếm mới có thể trang bị. Kéo ra đây á, tức là bỏ cái lá này để đổi xúc sắc nguyên tố, còn mình kéo vào xe á. Kéo để vào trận luôn á, là mình dùng cái lá đó. Đấy. Dùng cho thằng đi lúc tiếp. Có thể được trang bị, không biết được trang bị tối đa mấy búp ta. Hiện tại là mình có thể được 2 búp luôn nè. Đúng, 2 nguyên tố hỏa. Ý, chết cha, tôi hết điểm rồi. Ủa, kỳ vậy. À, hồi nãy mình đưa cái lá kia lên. Hồi nãy mình đưa cái lá kia lên là mình bị tiêu tốn cái xúc sắc rồi. Cho nên là bây giờ không dùng được. Bây giờ chỉ có thể dùng được đánh thường của thằng đi lúc thôi. Không được luôn, tốn 2 nguyên tố tùy ý rồi. Ok, kết thúc lượt đấu rồi, tự bóp rồi. Phe địch đi trước, phải đợi thêm một lượt gieo xúc sắc nữa mới kết thúc trận đấu được. Để phải để ý xúc sắc, chúng ta muốn dùng cái lá nào ấy, phải để ý xúc sắc nữa. Chúng ta có đủ xúc sắc để kết thúc trận đấu hay không. À, chữa trị 1 điểm cho nhân vật, cái này không tốn điểm. Để hồi một lên 5 máu. Ok. Rồi, đi lúc bây giờ đánh ra được nè. Hiện tại chưa thấy có trap các bạn. Chắc là để xem game nó có cho mình một chỗ để xem hết tất cả các lá bài không ta. Còn không thì phải chơi từ từ để mở hết mấy cái lá bài mới biết có trap hay không. Hiện tại chúng ta biết là có thẻ nhân vật nè, như là những cái thẻ hỗ trợ. Nhưng mà trong cái thẻ hỗ trợ hiện tại theo như mình thấy là có hồi máu này, có búp sát thương, có giảm cái xúc sắc cần thiết để ra chiêu. Nhưng mà trap, cái dạng mà trap mà để khi mà phải địch đánh nó sẽ bị một cái gì đấy giống như bên Yugi thì hiện tại chưa thấy. Mỗi bên có 3 thẻ nhân vật để tiến hành quyết đấu và khiêu chiến khám phá gồm những thẻ bài đặc biệt. Gặp đi lúc nữa kìa. Diona が夢中になって説明していた時からだ.
邪魔をしていなければいいんだが。いつ近づいたのか。それ、まあ、なんだ。キャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。今日来たのはマーガレット。あの人ならここにいない。いや、構わない。急を要する商談じゃないからね。この角、ディラックのキャラカードだな。執政召喚については知っていたが、このカード。このカードは先日あるお客さんが。 やらもんでたんかラバーでいるみろんは。なるほど。眼帯か。まあ、逆の。平気さ。じゃあ、このディルックのキャラか。大丈夫。ただ。でもまさか、ディルックさんも七星召喚。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白い。僕もそのつもりだったが、そろそろ帰る時間だ。一度関係者にジック。あ、じゃあ僕はこれで。 OK, đủ đi, lúc đó nó đánh bài với mình luôn mà nó không đánh nó đi rồi. Ba thẻ nhân vật và 30 thẻ hành động. Tức là trong một cái bộ bài chúng ta phải có tối thiểu là 33 lá. 私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送る。これで私もあなたもダイヤ。うん。OK. Cái tấm này đẹp quá các bạn. Cái tấm cái thẻ có con bé Senhi nó đứng này. Cuộc chiến của các bài thủ với nhau trong cái đấu bạn qua đối thủ có thể dùng thẻ hành động trong giai đoạn kết thúc sẽ rút thêm bài mới. Không thể nhìn thấy ý đồ hành động nữa, mau mau đi so tài với người khác thôi. OK. Nhân vật sức chiến mình cho thằng cây da lên trước đi. Không, cho đi lúc lên trước luôn. À, OK được. Đưa xuất rô lên trước. Sau khi kỹ năng sử dụng kỹ năng lần sau sẽ đổi nhân vật dự bị tiếp theo của phe ta ra trận. À, hợp lý. Mình đánh thằng đi lúc xong mình sẽ đến thằng cây da luôn. Sử dụng cái chiêu này của Jenny. À, bỏ một cái xúc sắc lôi đi, mình sẽ không cần xúc sắc lôi. Rồi, bây giờ dùng đi lúc đánh này. Đó, sẽ đổi cây da ra. Đấy là cái hiệu ứng của cái lá bài của con Sinh, có dáng con Sinh Hy đứng lúc nãy. Ồ, nó búp cái gì cho con Sucro này. Bây giờ thằng cây da đánh. OK, mình ở đây mình có ba cái cục băng để đánh cho con cây da này. Có thể bắn được tan chảy con Sucro này, trừ 5 luôn. Đó, còn 2 máu thôi. OK, mà mình hết lượt rồi nhá. Còn có một cục xúc sắc ngay chỗ này thôi, mình sẽ không có đánh được. Đấy, ở dưới này tất cả những cái lá bài mà hỗ trợ ấy, nó đều cần hai xúc sắc cả. Ở đây là mình bắt buộc mình phải kết thúc hiệp, không đánh được. Trời ơi, có cái lá bài hỗ trợ của con Paimon đến 3 xúc sắc luôn này. Rồi, à, phong cứ giữ lại nhá. Nếu mình cần thì mình dùng sucro. Trời ơi, nó còn đen hơn nữa. Khi bắt đầu giai đoạn hành động, sinh ra 2 điểm nguyên tố vạn năng, số lần sử dụng 2. À, cần 3 xúc sắc hả? Sinh ra 2 điểm, mình dùng thử cái lá này nha các bạn. Cái lá con Waymon này thấy nó hơi lạ. À, dùng mấy cái hệ mình không sử dụng đến đi. Ra bài. Tốn 3 nguyên tố tương đồng. À không được, 3 nguyên tố tương đồng là đâu có sử dụng được. Còn cái này. Giảm tiêu hao 1 nguyên tố phong.
Ok, mình đánh hỏa của đi lúc trước đi. Đánh đánh là cái là giết Sucro luôn nhỉ. Chà, đánh nghe cũng cuốn phết đó các bạn. Hạ được một lá bài này. Cái lá bài cây da của mình nó cũng bị sắp bị hạ này. Bây giờ mình đưa cây da lên, cây da mình không dùng được. Ở đây bắt buộc mình chỉ có thể dùng được ở đây mình chỉ có thể dùng được con Sucro thôi. Đổi nhân vật. Ok. Đổi nhân vật xuất chiến sẽ cần một cái hệ một cục xúc sắc bất kỳ. Rồi xúc rô lên. Bên này nó tuyên bố kết thúc rồi. Chưa, mình chưa kết thúc. Mình còn đánh ráng rướng phe một cái được. Nữa không? Đó rồi, ok, kết thúc hiệp. Ồ, có lá bài của Mona ra kìa. Phe địch đi trước. Được 2 cái phong với lại 4 cái hỏa. Đưa đi lúc lên đi. Ê. Tốn một nguyên tố thì ấy, tốn cái này đúng rồi mà. Trừ 3 điểm này. Để xem bây giờ mình sẽ dùng con Sucro mình khuếch tán cái sát thương hỏa của thằng đi lúc lên ha. Thử ha, để xem sao. Bây giờ mình đưa con Sucro lên. Ok, dùng cái cục băng. Đấy. Đổi. Đấy, đi lúc có thể dùng nổ được này. Cần đánh chiêu E, cần 3 cục phong. Lan luôn nha các bạn, có đâm lan nữa này. Mình khuếch tán cái hỏa của thằng đi lúc lên nó gây đam lan qua thằng cây da trừ 1 điểm luôn. Rồi mình kết thúc rồi, hết xúc sắc rồi. Có lá bài của con Hu Tao nữa kìa. Bây giờ mình phải lấy hỏa để mới có thể đi nổ của thằng đi lúc được. Cái gì vậy? Tàu nghệ gì đâu không? Ê, khóc luôn. Được 4 cục băng thôi. Ok, mình sẽ bỏ bớt lá bài nha. Bỏ bớt bài để điều tiết nguyên tố lại. Điều tiết nguyên tố phong. Ủa, khoan. Đó, có phong rồi đấy. Lá bài của Noel là gì? Lần tiếp theo khi Feta đổi nhân vật, thẻ sự kiện là sao chưa hiểu lắm. Lần thay đổi này xem như hành động nhanh, không phải hành động chiến đấu. Chọn một vật triệu hồi phe địch và tiêu diệt nó. Trời, cái lá bài của con Hu Tao bá đạo vậy. Cho ra trận thử xem. Không có mục tiêu khả dụng. Ủa là sao? Chưa hiểu lắm. Chọn một vật triệu hồi là vật nào? Nhưng cái lá bài của con Hu Tao là lá bài tráp này các bạn. Nhưng mà mình chưa hiểu cách dùng lắm. Một vật triệu hồi là vật nào chưa. Đấy. Nó lại là mình không sử dụng được này. Mona thì sao? Nhân vật xuất chiến hiện tại của Feta nhận được 1 điểm năng lượng. Lá bài của Mona là lá bài búp.
Ok. Mình dùng cái quy của con Sucro thử xem. À, nó sẽ cái quy của con Sucro nó sẽ trừ để trừ máu theo hiệp luôn. Đó, theo như mình hiểu vậy. Phong linh cỡ lớn vật. À, vật triệu hồi là cái này nữa các bạn. Gây 2 điểm sát thương nguyên tố phong số lần khởi dụng 3 lần. À. Đấy là mỗi 3 hiệp nó sẽ gây 2 điểm. Đấy, cái lá bài của con Hu Tao ấy nó sẽ phá cái lá bài này nè, nó sẽ phá cái lá bài triệu hồi này nè. Ở nhưng mà bây giờ ở bên địch nó không có lá bài nào triệu hồi cả cho nên mình không có dùng được cái lá bài của con Hu Tao được. Khoan, bây giờ mình đưa thẻ của bài của thằng Dilup lên đi. Đổi nhân vật. Tốn một nguyên tố tùy ý. Đổi cục phòng. Bỏ cái đá này nha. Điều tiết sang nguyên tố hỏa này. Bỏ tiêu một lá nữa. Ok, có 3 hỏa rồi. À, chưa được. Phải 4 cục thì mới dùng cái quy của thằng Dilup được. Rồi, dùng quy được này. Ok, bây giờ bên đó chỉ còn đúng một lá thôi. Lượt sau nữa là đúng rồi. Lượt sau nữa nó sẽ tự động trừ 2 điểm từ cái chi quy của con Sucro. Kết thúc luôn. Đó, có trừ điểm không? Đó. Rồi mình thắng luôn. Ồ, tôi sắp thành vua trò chơi rồi.